Hello, chào cả nhà đang đến với kênh YouTube Anh Thảo Flower. Như các bạn đã biết, hoa chính là phạm trù nghệ thuật, mà vẻ đẹp của nó không ai có thể bàn cãi. Việc sử dụng hoa để trang trí trong nhà mình thêm đẹp và bắt mắt đã không còn xa lạ với nhiều người. Chọn một góc nhỏ trong nhà đặt vài chậu hoa rực rỡ là một điều rất dễ dàng. Với màu sắc và nét quyến rũ, những chậu hoa này sẽ khiến ngôi nhà của bạn có hơi thở trong lành, tràn đầy sức sống và truyền tải cảm hứng tích cực tới cho gia chủ. Và đây là lan hồ điệp, được lựa chọn phổ biến nhất để trang trí trong không gian sống hiện nay. Nhắc đến lan hồ điệp thì người ta nghĩ tới loài hoa có lên mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết, nhưng ẩn chứa bên trong một nguồn sức mạnh tràn đầy, nó khiến người đối diện khi mới nhìn là thấy thương, thấy nhớ. Ngoài ra, loài hoa này được rất nhiều người yêu thích bởi về ý nghĩa mà phong thủy rất lớn, rằng hoa lan chính là vương khí tốt, mang đến sự may mắn, mang đến những điều tốt đẹp đến với gia đình cũng như công việc của họ. Ngày nay hoa lan giả cũng được lựa chọn để trang trí những vị trí khó chăm sóc, thiếu ánh sáng, phù hợp với những gia đình bận rộn mà vẫn muốn có chủ hoa ở trong nhà. Hoa lan giả tại Anh Thảo Flower được sản xuất giống thật tới 90% bởi được làm bằng chất liệu su bọc ngoài lớp silicon mỏng, tạo cảm giác mềm mại khi đưa tay sờ và cảm nhận. Ngoài ra, lá lan cũng được làm bằng su khá là tự nhiên, cũng như lan tươi, lan giả có rất nhiều màu và kích cỡ đa dạng để bạn lựa chọn trang trí trong ngôi nhà của mình. Với một bình lan nhỏ khoảng từ 1 đến 3 cành, mình rất dễ để trang trí ở trong nhà. Mình có thể đặt ở phòng ăn, bàn làm việc, kệ sách, phòng ngủ, phòng tắm. Để chọn màu lan phù hợp cho không gian sống hiện nay, những màu trắng và màu hồng nhẹ có thể đặt ở tất cả các kiểu nhà mang màu sắc khác nhau. Hay những ngôi nhà có màu gỗ thì mình dùng màu vàng, màu đỏ. Nhà có màu trắng, màu kem, mình có thể đặt thêm màu xanh lá hay là màu tím. Và hôm nay mình sẽ sử dụng hoa lan màu trắng, màu có thể phối bất kể ngôi nhà nào của bạn. Bình thì chúng ta có thể chọn theo màu sắc và sở thích của mỗi người, nhưng theo mình để có một chậu hoa đơn giản và nhẹ nhàng thì mình chọn một cả bình đơn để tốn thêm phần hoa trang trọng. Như ở đây mình chọn một chiếc bình trơn bằng thủy tinh được trả ngoài một lớp gương vô cùng là bắt mắt. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua một số dụng cụ mình sẽ sử dụng cắm nhé. Bước đầu tiên quan trọng là bỏ sốt. Mình sẽ chuẩn bị một ít sốt vụn, sau đó cắt một miếng sốt sao cho bằng với miếng bình. Và khi bỏ, chúng ta lưu ý phải nhẹ nhàng cho sốt vào từ từ, tránh ép sốt làm vỡ bình. Và sốt phải thả thấp hơn miệng khoảng 1 đến 2 phân. Không lưu ý không cho sốt quá cao hay quá thấp, khi cắm chúng ta sẽ mất độ tự nhiên của hoa. Và bỏ sốt phải chặt để khi cắm chúng ta phải không để hoa bị lung lay. Như hoa lan ở đây, trong quá trình vận chuyển nó sẽ bị gập cánh, thì mình có thể xử lý bằng cách dùng máy sấy sấy sao cho cánh nó có độ tín. Còn chưa rõ có thể mở lại video trước, mình có hướng dẫn rồi nhé. Sau khi xử lý kiện hoa xong là vì hoa lụa nên chúng ta có thể uốn kênh cho nó rụng về phía trước để tạo độ cảm giác tự nhiên nhất. Ta bắt đầu bẻ từ phần đầu kiện hoa cho nó rụng cong về phía trước, phải nhẹ nhàng từ từ, tránh bẻ quá mạnh sẽ làm gãy kiện hoa. Như vậy chúng ta đã có một kênh lan đạt như ấy. Cắm hoa tỷ lệ là vô cùng quan trọng, mình chia theo tỷ lệ 1:3. Mình tính từ đo từ bình lên là kênh cao nhất là bằng 3. Cắm thì chúng ta dùng keo sữa. Ừ.
kênh cao nhất sẽ chất về hướng trước mặt mình là một góc 45 độ. Kênh thứ hai mình sẽ cong cẳng ngang và cùng hướng so với kênh thứ nhất, mà mình kể cả thấp hơn kênh thứ nhất khoảng 5 phân. Như vậy sẽ tạo độ liên kết giữa hai kênh hợp với nhau. Bây giờ thì chúng ta đã được 70% của chậu hoa rồi, giờ chúng ta đừng quên cặp lá. Bây giờ chúng ta sẽ bẻ lá. Một lá như thế này thì được làm chất liệu là bằng su khá là tự nhiên, ở giữa có lớp kẹp rất là dễ uốn. Chúng ta bẻ lá nó cong cho nó có độ rụng tự nhiên giống như lá thạch. Lá thứ nhất mình sẽ cắm phía sau và chất bên lệch một bên hai kênh hoa. Để lá cho nó cùng cong xuống cho nó có độ tự nhiên. Kênh thứ hai mình sẽ cắm về phía trước của hai kênh hoa. Sao cho cắm cho nó độ từ chéo trước hai mặt hoa. Sau khi đi xong phần hoa và phần lá thì chúng ta đã gần như xong được 90% của chậu hoa. Bây giờ mọi người đừng quên lớp này nhé. Không nên để lối xốp mà hãy làm cho nó thật hoàn hảo nhất. Mình có thể dùng vỏ thông kết hợp với một ít rêu để tạo cho nó có độ rụng tự nhiên. Mình dùng cao đốt mình dán với xốp là sẽ nó sẽ tạo độ liên kết, độ dính cao hơn. Cao đốt và cao sữa thì mọi người có thể đến cửa hàng điện nước tìm để mua. Anh có thể áp dụng kỹ thuật này để cắm một bình lan từ 1 đến 5 cành tùy theo sở thích và vị trí của bạn muốn đặt. Bình lan hai kênh lớn thì mình sẽ áp dụng kỹ thuật tương tự, nhưng có một số mẹo nhỏ dành cho hoa lan lớn, mọi người cùng xem nhé.
vậy mình đã hoàn thành xong bình lan hai kênh lớn và nhỏ. Mọi người có gì thắc mắc để lại comment bên dưới, mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn nhé. Chúc các bạn thành công với bình lan của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé.